Cuối tháng 1, sự việc bà Tùng Dĩnh, cựu cục trưởng cục quản lý giám sát thị trường tỉnh Hải Nam ăn hối lộ, dấu vàng trong máy chạy bộ bị phát hiện và điều tra, đã làm dư luận Trung Quốc có một phen bàn tán sôi nổi. Nạn tham nhũng và dâm loạn trong chốn quan trường Đảng Cộng sản Trung Quốc không còn là thông tin xa lạ với phần còn lại của thế giới. Nhưng vẫn có những sự việc khi được phơi bày khiến người nghe không khỏi bị sốc như trường hợp dưới đây. Chấn động, nữ quan chức Trung Quốc có hơn 50 người tình bị ngã ngựa. Trước khi xảy ra sự việc của bà Tùng Dĩnh, thì năm 2023, dư luận Trung Quốc đã từng dậy sóng kinh hoàng trước thông tin về bà Ngô Lệ Hoa, phó thị trưởng thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh này điều tra. Quá trình điều tra cho thấy, bà Ngô không chỉ liên quan đến số tiền ăn hối lộ khổng lồ, mà đời tư cũng đặc biệt dâm loạn. Bà Ngô Lệ Hoa, 58 tuổi, từ năm 28 tuổi đã bắt đầu dùng nhan sắc trao đổi để có được chức vụ và không ngừng được thăng chức. Qua đó, từ một nhân viên bình thường đã leo lên đến chức phó thị trưởng thành phố Khánh Dương. Đi cùng với việc thăng tiến trong quan trường, bà Ngô cũng bắt đầu lao vào lối sống xa hoa trụy lạc. Để có tiền chu cấp cho lối sống đó, bà đã không ngừng lợi dụng chức vụ để tống tiền các chủ doanh nghiệp, sau đó dùng tiền tham nhũng để đầu cơ chứng khoán. Các nguồn tin còn tiết lộ, khi thấy nam nhân viên cấp dưới vừa mắc, thì bà sẽ lập tức gây áp lực về tiền đồ sự nghiệp để ép người đó trở thành người tình của mình. Không ít chủ doanh nghiệp trong quá trình trao đổi công việc với bà Ngô Lệ Hoa đã phải qua đêm cùng bà nếu muốn công việc thuận lợi. Nhưng điều không ai có thể tưởng tượng được, đó chính là bà Ngô đã sử dụng nhiều cách khác nhau để thiết lập một hệ thống người tình, với con số đáng kinh ngạc, được cho là có hơn 50 người, hầu hết đều là thanh niên đẹp trai và cường tráng. Trong một chiến dịch hành động chống dâm loạn, nhóm hoạt động đã phát hiện bà Ngô trong tình trạng quần áo xộc xệch. Sau khi điều tra hồ sơ thuê phòng của bà Ngô, cơ quan chức năng phát hiện bà đã thuê phòng 265 lần chỉ trong vòng 1 năm, với tổng chi phí lên tới gần 1,27 tỷ Việt Nam đồng. Trong thời gian giữ chức vụ tại thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc, bà Ngô Lệ Hoa đã từng đi theo cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công. Tổ chức Thế giới điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công cũng từng ra thông báo truy cứu trách nhiệm liên quan của Ngô Lệ Hoa trong việc bức hại Pháp Luân Công. Dưới thời của Giang Trạch Dân, nếp sống của giới quan chức vô cùng bại hoại, nhất là bè lũ thân tín của ông ta, gồm các quan chức cấp phó quốc gia trở lên đã ngã ngựa như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Lệnh Kế Hoạch, Quách Bá Hùng, Tư Tài Hậu. Có thể nói Giang Trạch Dân là người đứng đầu trong phong trào dâm loạn này. Những bê bối của ông ta với các tình nhân như Tống Tổ Anh, Lý Thụy Anh, Trần Chí Lập, Hoàng Lệ Mãn, v.v. đã được biết đến từ lâu. Nhiều người dân cho biết, các học viên Pháp Luân Công chỉ sống theo nguyên lý chân thiện nhẫn. Họ là những người vô hại, hoàn toàn là nền tảng tốt mà một quốc gia cần có. Vậy nên, việc ngã ngựa của bà Ngô Lệ Hoa chính là quả báo của việc làm người bất chính. Đáng tội nhất là bức hại vô cớ người lương thiện.